Hello anh em và xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Công nghệ 88 Studio. Ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta có thể bung được Win cũng như là chuyển được ngôn ngữ của máy tính từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Bởi vì có thể là một số bạn là chúng ta đi mua những cái hàng Referbit này, hàng Neolet cũng như là những cái máy tính hàng sách tay về và chúng ta đang được đi kèm theo những cái hệ điều hành Windows mà nó có những cái ngôn ngữ nó rất là khó dùng như kiểu tiếng Trung Quốc chẳng hạn. Thì cái này là vấn đề ở chỗ là với những cái mẫu máy tính hàng sách tay hoặc là hàng Referbit, hàng Neolet ấy thì chúng ta sẽ được đi kèm theo cái hệ điều hành là Windows 10 hoặc là Windows 11 Home Single Language. Và với những cái hệ điều hành Home Single Language này thì chúng ta sẽ không thể chuyển được cái phần ngôn ngữ của máy tính ở trong phần cài đặt mà các bạn sẽ buộc phải thao tác nó phức tạp hơn một chút. Thì ngày hôm nay mình đã tiện thể đang có đây, đó chính là một chiếc Dell G15 hàng sách tay từ Mỹ về. Và như bạn thấy này thì nó sẽ không có tiếng Việt cho ông ta để có thể lựa chọn dùng nó dễ dàng như là hàng chính hãng. Thì cái này thì mình sẽ bắt đầu đi vào bung Win cũng như là chỉ cho các bạn cách để chúng ta có thể chuyển được ngôn ngữ của chiếc máy tính này từ tiếng Anh sang tiếng Việt nhé. Với những bạn nào đang có sử dụng cho mình những cái dòng máy tính mà nó có tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Trung Quốc ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể thao tác được tương tự như vậy. Rồi, giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái ngôn ngữ bất kỳ nhé. Cái này thì nó không quan trọng lắm, bấm Yes thôi. Yes này. Skip này. Rồi, và bắt đầu từ cái hệ điều hành Windows 11 trở lên thì chúng ta sẽ buộc phải đăng nhập vào Wi-Fi để có thể truy cập được vào máy tính. Thì cái bước này nó sẽ khá là phiền hà cho chúng ta bởi vì các bạn sẽ cần phải tạo tài khoản Microsoft mới cũng như là đặt mật khẩu trong máy tính, nó khá là phiền hà. Cho nên là sẽ có một cách rất là đơn giản để chúng ta có thể bỏ qua được cái bước này. Đó chính là các bạn bấm cho mình cái tổ hợp phím là Shift cộng F10 hoặc là với cái con máy Dell này của mình thì là cái hàng phím F này thì là các bạn sẽ bấm thêm hàng phím FN nữa thì nó sẽ là FN, Shift và F10. Đó. Thì cái này tùy vào từng máy, Shift F10 hoặc là FN Shift F10. Và với cái tổ hợp phím đó thì chúng ta sẽ mở được cái cửa sổ CMD lên. Và cái cửa sổ CMD này thì với cái bản Win 21H2 hoặc là 22H2 chúng ta đều có thể nhập cái lệnh này vào để máy bỏ qua được cái bước là đăng nhập Wi-Fi. Đó chính là OOBE số chéo Bypass NRO. Đó, sau khi chúng ta nhập lệnh xong thì máy tính sẽ khởi động lại và đưa lại chúng ta về cái màn hình bung Win ban đầu. Thì cái lần bung Win này nó sẽ không có yêu cầu bắt chúng ta phải đăng nhập vào Wi-Fi và dùng tài khoản Microsoft nữa. Đấy, các bạn thao tác lại tương tự như vậy. Bấm Yes này. Bàn phím Layout thì cứ chọn US thôi. Skip này. Đó, thì ở cái bước này các bạn có thể bấm vào cái hàng chữ ở đây là tôi không có truy cập kết nối mạng. Đó, là nó sẽ bỏ qua luôn. Tiếp tục với Limited Setup Accept. Đó, các bạn nhập cái tên ở trong máy tính. Ở đây sẽ là tên máy tính và tên tài khoản các bạn. Mình nhập đây ở Dell G15. Bấm Next. Đó, mật khẩu các bạn để trống được, không vấn đề gì cả. Đó, mà cái này các bạn cũng không cần điền. Máy sách tay bên Mỹ về thì nó sẽ yêu cầu là nhập tên người dùng cũng như số điện thoại thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua. Bỏ qua nhá. Rồi. Đợi một lúc xong thì máy tính nó sẽ khởi động lại và nó sẽ lên Win cho chúng ta. Khi mà chúng ta đã có đây là một chiếc máy tính đã được bung Win và dùng bình thường rồi thì việc đầu tiên các bạn cần làm đó chính là chúng ta kết nối mạng. Đó, vào Wi-Fi hoặc là cắm dây tùy các bạn. Và để có thể chuyển cái ngôn ngữ của máy tính từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc là từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc là từ tiếng Trung sang tiếng Anh ấy thì nó sẽ có tất cả là hai cách. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cả hai cách này luôn. Cách làm đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ sử dụng chính cái file ISO có từ nhà phát hành Microsoft. Thì cách làm này nó sẽ có hai ưu điểm cho ông ta như sau. Đầu tiên là nó sẽ là cài lại cái máy tính của chúng ta thành một cái ngôn ngữ hoàn toàn mới. Nên là nó sẽ lại bỏ được tất cả những cái vấn đề liên quan đến việc hiển thị ngôn ngữ. Thỉnh thoảng các bạn sử dụng một chiếc máy tính Win ban đầu là tiếng Trung Quốc hoặc là tiếng Hàn ấy. Các bạn chuyển qua tiếng Anh hoặc tiếng Việt ấy, thì nó thỉnh thoảng nó sẽ bị lỗi một số chỗ, nó vẫn hiện tiếng Trung hoặc tiếng Hàn Quốc đúng không? Thì với việc sử dụng file ISO thì nó sẽ lại bỏ được triệt để vấn đề đó cho ông ta. Và cái thứ hai đó chính là vì là file ISO của Microsoft nó sẽ cài lại máy nên là các bạn sẽ loại bỏ được tất cả những cái phần mềm rác đi kèm theo máy. Mà những cái mẫu máy tính tiếng Trung hoặc là những cái mẫu máy tính tiếng Hàn ấy thì thường là những cái phần mềm rác đi kèm theo máy nó có rất là nhiều, chúng ta không cần thì hoàn toàn có thể sử dụng cách này. Cách làm này thì nó cũng sẽ có hai vấn đề. Đầu tiên thì cài lại Win bằng ngôn ngữ khác thì đương nhiên rồi, nó sẽ làm mất tất cả những cái phần mềm chúng ta đã có cài trong máy ở đây. Tuy nhiên thì những cái dữ liệu chúng ta chứa ở trong máy ấy, thì nó sẽ không có bị mất các bạn nhé. Và cái thứ hai đó chính là
cái bản ISO mà Microsoft cho chúng ta tải về ấy, thì nó sẽ chỉ cho chúng ta tải về cái bản là ngôn ngữ là tiếng Anh mà thôi. Các bạn sẽ không có dùng cách này để chúng ta có thể chuyển qua tiếng Việt được. Nên là để có thể chuyển qua tiếng Việt ấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách thứ hai như sau. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách đầu tiên đã. Đầu tiên thì để có thể tìm được cái file ISO thì chúng ta sẽ bật trình duyệt lên này. Các bạn tìm cho mình cái Windows ISO 11 download. Đó, bấm Enter phát là ra luôn này. Đấy, chúng ta sẽ có đây là một cái đường link của nhà Microsoft và nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái tùy chọn tải. Thì các bạn cuộn cho mình ở phía dưới cùng đây thì nó sẽ cho chúng ta tải cái Windows 11 ISO cho thiết bị x64. Các bạn bấm vào cái đường link và chọn vào cho mình là cái cửa sổ này là Windows 11 Multi Edition. Đấy, bấm vào đây và chúng ta bấm download. Thì cửa sổ nó sẽ load một chút và nó sẽ cho chúng ta cái tùy chọn là cái product language này. Các bạn chọn cho mình là tiếng Anh hoặc là cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì trong này thì như mình đã nói rồi, nó sẽ không có tiếng Việt. Nên là các bạn sẽ phải dùng một cách khác để chúng ta có thể chuyển cái ngôn ngữ của máy tính này sang tiếng Việt. Đó. Thì sau khi chúng ta chọn vào cái đường link là tiếng Anh này, các bạn bấm confirm. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái đường link để chúng ta có thể tải được cái file ISO Windows 11 về. Nó rất là nhanh luôn, không cần phải tài khoản VIP hay là cần phải tải cái đường link link VIP gì cả. Đó, bấm vào nó tải luôn. Đó, rồi, tầm khoảng là 20 phút là mình tải xong cho một cái file ISO nặng tầm khoảng 5GB. Và khi mà mình tải xong ấy thì mình sẽ có một cái file ISO ở đây. Thì chúng ta sẽ phải gắt kết nối mạng. Đây, tắt wifi đi, không là nó sẽ cập nhật, nó sẽ cài rất là lâu. Chúng ta bật cái file ISO ấy lên, bấm vào setup này. Đó, bấm yes này. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái cửa sổ để có thể bắt đầu là cài lại Win theo một ngôn ngữ khác. Getting update này, đấy, cái này phải tắt wifi, không thì nó sẽ load rất là lâu. Thì là bình thường với cái bước này, với những cái mẫu máy tính mà chúng ta đang chuyển ngôn ngữ ấy, thì nó sẽ cho chúng ta một cái thông báo là cái máy tính của các bạn sẽ được chuyển sang cái ngôn ngữ mới theo cái bản ISO các bạn đang cài. Cái bản này thì mình đang cài là cái bản tiếng Anh cho một chiếc máy tính đang có ngôn ngữ tiếng Anh, nên là nó sẽ không hiện ra cái thông báo này. Còn đâu thì chúng ta sẽ có hai cái thông báo, đây là cài là Windows 11 phiên bản Home. Cái bản này không phải là bản single language nhé, bản này là bản Home. Và đây sẽ là cái thông báo về việc là chúng ta sẽ giữ lại hoặc là không giữ lại những cái file hoặc là những cái ứng dụng đang có trên máy. Thì các bạn có thể bấm vào đây này. Đấy, với những bạn nào chúng ta muốn xóa sạch, chúng ta muốn có một chiếc máy tính nó mới, nó sạch hoàn toàn, thì các bạn bấm vào Nothing. Đó, bấm vào đây để chúng ta có thể giữ lại những cái file đang có ở trên máy tính của chúng ta. Còn đây thì sẽ là giữ lại cả file và giữ lại những cái ứng dụng các bạn đang cài. Nhưng mà thường thì cái tùy chọn này nó sẽ không có giữ lại cho chúng ta quá là nhiều những cái ứng dụng đâu. Nên là các bạn cứ xác định là chúng ta sẽ phải cài phần mềm. Và giờ các bạn bấm Next phát nữa là nó sẽ chuyển qua cho chúng ta cái quá trình cài Win. Và với cái cách làm thứ hai thì mình đã có để cho các bạn một cái đường link ở phía dưới phần mô tả. Ở đây sẽ là cái bộ language pack dành cho ngôn ngữ ở tiếng Việt. Các bạn chúng ta có thể tải về, nó rất là nhẹ thôi, tầm khoảng có 7MB thôi. Đấy, chúng ta tải về và giải nén ra. Đó, cái này thì nó sẽ rất là hay ở chỗ là nó sẽ cài phát là ăn ngay. Và các bạn không cần phải cài lại Win, không sợ là mất dữ liệu, mất phần mềm hay mất gì cả. Tuy nhiên thì cách làm này thì nó sẽ hơi dở chỗ là thỉnh thoảng trong máy tính nó vẫn sẽ có một số chỗ nó dính tiếng Anh, hay là với một số những cái mẫu máy tính tiếng Trung, tiếng Hàn thì nó vẫn sẽ lẫn những cái ngôn ngữ còn lại. Cho nên là để mà sử dụng ấy thì mình nghĩ là cách làm này thì nó sẽ không thực sự gọi là triệt để cho chúng ta. Tuy nhiên thì dùng nó rất là ok. Thì khi mà các bạn đã giải nén xong ấy thì chúng ta sẽ chuột phải cho mình vào cái file install này. Đó, chạy vào cái quyền quản trị Run as Administrator. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ có một cái cửa sổ Windows Smart Screen nó mở lên, nó chặn các bạn không cho cài. Thì các bạn sẽ bấm vào cái mục More Info ở đây và chúng ta sẽ bấm vào cái nút là Run Away để máy nó cài cho chúng ta. Đó, yes. Đấy, nó cài rất chỉ nhanh thôi, ngằng cái là xong. Thì với tất cả những cái mẫu máy tính Windows, cho dù là ngôn ngữ gì chăng nữa thì thao tác nó đều như nhau. Nên là các bạn chỉ cần gõ cho mình cái phần language này. Đấy, là nó sẽ ra luôn cho ông ta. Đó, add language to this device. Và ở cái nút này thì các bạn bấm thêm cho mình cái ngôn ngữ này. Đó, ở trong cái mục cửa sổ chạy này thì nó sẽ có tiếng Việt. Các bạn gõ tiếng Việt luôn. Đấy, ra luôn này. Bấm next này. Đó,
thì nó sẽ có ba cái tích ở đây. Đấy, thỉnh thoảng đây là tiếng Anh thì nhìn nó dễ thôi, nhưng mà với tiếng khác thì nó sẽ không hiện ra này đâu. Nhưng mà các bạn cứ nhớ cho mình là nó có cái tích ở đây. Các bạn bấm cho mình vào đây và bấm cài đặt. Đấy, là một lúc sau thì nó sẽ nhập tiếng Việt vào cho ông ta. Và khi mà các bạn đã thêm vào xong ấy, thì ở cái phần Windows Display Language nó sẽ có cho ông ta là cái tiếng Việt. Đó. Và việc bây giờ chúng ta cần làm ấy, đó chính là sign out. Là lập tức được tất cả những cái thứ ngôn ngữ của chúng ta đang từ ngôn ngữ gì chăng nữa thì nó cũng sẽ được chuyển sang thành tiếng Việt. Đó, thì quá trình này nó có thể sẽ mất một lúc. Rồi, có chữ thùng rác đây là ngon rồi. Đó. Sắp xếp này, chế độ xem này. Đó, tất cả mọi thứ của chúng ta đã được chuyển sang thành tiếng Việt. Nhưng như mình đã có nói ở đầu video thì cái cách làm này nó sẽ không thực sự triệt để cho ông ta. Thỉnh thoảng một số chỗ nó vẫn sẽ hiển thị cho ông ta thành tiếng Anh hoặc là tiếng Trung. Đó. Thì mình nghĩ là cái này chúng ta sẽ đành phải chấp nhận thôi. Bởi vì máy tính Windows nó là một cái hệ điều hành nó rất là phức tạp. Thành ra là chúng ta rất là khó để có thể cài đặt một cái language mà nó dễ dàng như là một chiếc điện thoại Android hay là một chiếc iPhone được. Đó. Vậy là mình vừa chỉ cho các bạn cách để chúng ta có thể cài đặt và thay đổi ngôn ngữ trên hệ điều hành Windows 11. Và cách làm này thì nó sẽ áp dụng với những cái mẫu máy tính sử dụng Windows 10 Home Single Language. Chúng ta không có chuyển ngôn ngữ thì mới phải dùng cách làm này. Còn với những cái mẫu máy tính mà chúng ta đã được cài sẵn Windows 10, Windows 11 Home hoặc là Windows 10, Windows 11 bản Pro ấy, thì chúng ta chỉ cần vào trong phần cài đặt là các bạn có thể chuyển ngôn ngữ, nó rất là dễ dàng. Và cũng như mọi khi thôi, chúng ta có thắc mắc gì về video này hay là các bạn muốn có hỏi gì thêm ấy, hãy comment phía dưới nhé. Còn giờ thì xin chào và tạm biệt anh em. Bye bye.